Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của một đại gaming. Thì theo yêu cầu của anh em để lại ở bình luận của các video trước thì có yêu cầu mình làm một con nhân vật Slayer ở season 19 với đầy đủ cách cộng điểm cũng như là vật phẩm Master Level 400 cũng như là 800 và thậm chí là Master 5. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn nhỏ nhỏ về con nhân vật Slayer này, cách tăng pool cũng như là bảo Master cũng như là cách đi trên và PVP của em nó. Và cái bảng mà mình xây dựng ở trong cái video hôm nay thì thậm chí là có thể đi PVM cũng được và đi PVP cũng không sao, vẫn tốt anh em ạ. Và mình sẽ có minh chứng bằng một việc là đua với một con nhân vật DK khác ở trong server và không làm mất thời gian của anh em nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài trên và nó sẽ qua về cách tăng điểm. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với khả năng đi trên của em nhân vật Slayer trong season 19 này, và minh chứng là ở trên màn hình mà anh em có thể thấy khả năng đi trên của dọn dẹp quái của em nó cực kỳ là tốt anh em ạ. Anh em nhìn vào KDA này 0.64, quá là khủng, 0.67 đối với một con nhân vật và có thể đi trên ở cái bọc quấy của season 1.2.3 và đi solo được. Và anh em nhìn cái KDA này thì luôn luôn lớn hơn 0.6. Đây là một trong những con nhân vật mà có lượng KDA khá là cao sau RF chứ nhé. Và có một điều đặc biệt là RF khi mà đi trên được cả cái mộc cuối thì khá là đuối, bởi vì khả năng trụ mạc của em nó không tốt bằng con nhân vật Slayer này anh em ạ. Tuy rằng lượng đam trên một hit của em nó không có cao, anh em nhìn mặt bằng chung kìa, có thể thấy là lượng đam cao nhất chỉ khoảng hơn gần 1.1 triệu đấy, 1.1 triệu sát thương cao nhất, nhưng mà lượng normal đam tức là lượng cái sát thương gây ra trên một giây ấy, của em nó là lên đến tấn 12 triệu và sát thương thuộc tính là 600. Rồi làm sao để em nó có thể đi trên một cách ổn định như vậy? Thì bây giờ chúng ta đi đến với vật phẩm của em nó. Đầu tiên thì vật phẩm mình vẫn sẽ sử dụng là vật phẩm Mapping, và mình nói lại một lần nữa, ở server real này vật phẩm Mapping như này cực kỳ dễ kiếm ở server. Anh em chỉ cần đi ý và rút một ngày 2 tiếng là anh em đều có thể đạt được những cái vật phẩm Mapping như mình như này, chứ không phải là phải bỏ ra mấy chục triệu để giống như cả cái server Việt Nam khác đấy. Đấy là mình một điều mình muốn nói với anh em, chỉ cần anh em có thời gian cày cuốc là anh em sẽ có như nhé. Thì vật phẩm mình sẽ sử dụng là một set mình sử dụng là một set đó level 1.500 hoặc 15 như nhé, mapping từ đầu đến đít đấy, một cặp Valorant còn 15 và cũng như là một vũ khí Apostle còn 15 luôn, và một cái Win 5 và một cái liên hộp hết thuộc tính level 800 còn 15. Rồi bây giờ chúng ta đi đến với cách tăng điểm. Thì cách tăng điểm thì nó cũng tương tự như là đối với các nhân vật đi theo dòng AI khác, sức mạnh của em nó sẽ là khoảng 2.000, nhờ giống tương tự như DK chứ nhé. Chúng ta sẽ build lấy 2.000 sức mạnh với 1.278 cộng 1.932 để hơn 2.000 sức mạnh tí để chúng ta có được lượng ATK khá là ổn định này, 1.400 cộng với 17.700 là nó sẽ dao động vào khoảng 37.000 nhé. Và sau đó chúng ta dồn hết điểm vào AI. Thì đối với nhân vật Slayer này thì chúng ta tăng càng nhiều AG thì tốc độ đánh cũng như là sức mạnh của em nó cũng có tăng theo, tuy rằng không bằng với sức mạnh nhé, nhưng bù lại chúng ta sẽ có một lượng phòng thủ khá là cao cũng như lượng phòng thủ dùng tính rất là tốt khi mà đi PVP. Đây là điều đặc biệt và như bắt buộc phải tăng chứ nhé. Và ở đấy mình đã tăng cho cái nhân vật của mình là AG lên đến là 4.000 nhé nhé, một cái đó 3.000 nhé, 3.000 nhanh nhẹn, 2.000 sức mạnh, 3.000 nhanh nhẹn anh em, và máu và năng lượng chúng ta sẽ không tăng, và chỉ số chúng ta sẽ đạt được sẽ là 13.420 phòng thủ, tốc độ lại sẽ là tốc độ tối đa 3584 trên 3584 đấy. Để PVP của chúng ta bây giờ là 8.809, combat power sẽ là 2898 anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến với bảng Master Level 400 hay còn gọi là Master 3. Rồi với bảng Master 3 này mình sẽ tăng mục đích là vừa có thể PVP và vừa có thể PVM như nhé. Thì đối với việc PVP chúng ta sẽ lưu ý một trong những cái dòng như sau, đó chính là dòng tăng khả năng phòng thủ thành công khi mà đi PVP cũng như là tăng tấn công thành công khi mà chúng ta đi PVP. Đây là hai dòng bắt buộc và chúng ta sẽ phải tăng 20 điểm. Ở đây mình có một điều lưu ý với anh em, đó chính là ở cái cột hồi AD tức là cột tính này thì chúng ta sẽ phải lấy điểm hoặc là bài điểm, và để lấy được cái điểm này 7 hoặc 9 điểm thì chúng ta bắt buộc phải tăng hai cái ô là từ đồng hồ máu và từ đồng hồ mana này nhé nhé.
vì khi có phục tím tức là có cái AG thì chúng ta mới có thể sử dụng được skill, thì lúc đó chúng ta mới đi trên hay là đi đánh nhau tốt được. Còn chúng ta không có phục tím này thì gần như là chúng ta không dùng skill và gần như chúng ta rất là phế vật, không có thể làm cái gì hết. Rồi thì đối với PVP thì chúng ta sẽ là lấy 10 điểm vào bắc giáp vàng cũng như là hồi khả năng FD đấy. FD là đây nhé, là cái lượng giáp và khi chúng ta PVP thì đối thủ sẽ phải đánh vào cái giáp vàng lên trước, sau đó để đẩy đến cái màu đỏ này đấy. Còn khi mà chúng ta đi trên quả thì quả chỉ đẩy vào màu đỏ thôi nhé đấy. Rồi mình chỉ lấy tiếp 10 điểm vào phòng thủ và 10 điểm phòng thủ thành công PVP đấy. Ở đây mình chỉ lấy 13 điểm đã là tối ưu rồi, và cuối cùng mình sẽ lấy 12 điểm vào weapon block để đánh vào mạnh của đối phương. Và còn số điểm còn lại mình sẽ chuyển qua cả cái tạp tấn công và tạp skill. Đối với tạp kỹ năng thì mình sẽ lấy là 10 điểm của Sung Quốc Interior, và mình chủ yếu là mình sẽ lấy cho được là 10 điểm của Park Block Mastery để mình học Master Level 800 cũng như là Master 5 anh em. Ngoài ra mình sẽ đóng thêm 10 điểm vào rút để mình có thể khả năng cơ đồng trong quả tiền dưới PVP hội đồng như là đi công thành kiến này, đi Akan, đi Unbot này, thì mình khả cái rút này bọn mình rất là lợi thế nha mọi người, mình có thể bay đi bay lại, bay nhảy rất là cơ đồng, làm cho đối thủ của mình bị chóng mặt đấy nhé, đấy không thể bắt được không nhiều. Đây là một trong những cái dòng mà chúng ta lưu ý có thể tăng vào, và mình lấy 11 điểm và 17 điểm cho bảo hồi đa để có thể có được là 12.320 máu. Rồi tương tự bên chỗ tấn công thì mình sẽ lấy ra 11 điểm vào hồi tất cả 100 HP, tức là khi chúng ta tăng 11 điểm vào đây thì chúng ta sẽ có khả năng là hồi lại 100% máu nhé, khi mà chúng ta bị tấn công nhé. Khi chúng ta bị tấn công, cứ chúng ta bị người ta gây sát thương vào người thì chúng ta sẽ có là được là 3% hồi lại full máu luôn, một phát giống như anh em nên mình phải bơm đúng không, chúng ta sẽ không cần bơm mà tự động hồi lại 12.320 máu chúng ta đây luôn. Và cái này là hồi 100% FD nhé, tức là chúng ta sẽ có cơ hội là 4% hồi là hoàn toàn FD khi chúng ta bị tấn công. Đây FD này 116.928 anh em. Khi chúng ta đánh thì chúng ta sẽ phải sử dụng là bình màu vàng này để chúng ta bơm lại FD đúng không? Nhưng mà giờ chúng ta tăng vào đây 19 điểm, chúng ta sẽ có cơ hội là 4% sẽ tự động hồi là 116.928 điểm FD này. Nó sẽ từ đây cho chúng ta một phát một luôn, cực kỳ quan trọng anh em. Rồi ở đây mình trả lại 19 điểm đúc bộ đám và xuyên giáp là hai cái dòng bắt buộc, ta sẽ phải lấy 19 điểm để có thể làm tròn được là 4% nhé. Game MU là nó sẽ làm tròn 4% nhé, nó không gọi là lẻ đâu. Nếu như mà server của anh em đi theo web gen thì nó sẽ làm tròn hơn. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng skill factor level 800. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em từ đâu để đi từ cái skill nhỏ nhất đến cái skill factor 5. Đối với bảng Master 800 của nhân vật Slayer, khi mà chúng ta đã có thẻ Master 5 thì chúng ta bắt buộc phải tăng Fire Attack nhé. Chúng ta phải tăng Fire Attack thì chúng ta mới có thể học được skill Master 5 đấy anh em lưu ý. Và ở đây mình sẽ lấy là 20 điểm full đấy, mà chúng ta thậm chí còn giữ điểm đây nhé, 20 điểm ở trên này full, và chúng ta sẽ lấy debuff là băng để làm trong quả như là trong quả gen boss. Và ở đây mình sẽ không lấy điểm tăng vào phòng thủ như là sát thương của Winx 1 nữa, bởi vì bây giờ chúng ta đang mang Win 5 nên nhé, hai ô này không còn tác dụng và chúng ta sẽ dùng điểm vào các ô còn lại. Và như anh em có thể thấy trên màn hình thì ô Agi này 1288 là mình đã dùng hết điểm vào đây rồi nhé nhé. Tương tự thì mình cũng sẽ tăng thêm pháp block để có cơ động thêm trong một số cái skill khi mà chúng ta đi đánh nhau hay đi PVP. Và lời thì của pháp block này thì anh em sẽ xem ở cuối video, thì mình có một đoàn đi đánh nhau đua ở trong cái tháp đấu trường, và anh em thì phải sự lời hại của phát lúc này nó như nào nhé, tấn công mà không cần chỉ chuột. Rồi cái hay còn gọi là nấm target đấy nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng Master Level 5 đây nha. Rồi bảng Master Level 5 này thì mình đang sử dụng kết hợp giữa PVP là PVM đấy, nên nó sẽ có một số lưu ý như sau. Thì mình sẽ sử dụng là skill Master 5 quản lý fire attack đấy, đây là skill Master 5 nhé em. Và bên trái à bên phải mình sẽ lấy là tăng đam thuộc tính để đi PVP, tăng thêm đam của cảnh cấp 5 để có thể PVM tốt hơn, tăng thêm mắc đam để có thể PVM tốt hơn, và lấy phòng thủ thuộc tính để có thể PVP cũng như là PVM. Anh em có thể thấy 240 điểm phòng thủ thuộc tính rất là cao. Và mình sẽ lấy mặt skill master attack power thêm 336 điểm để có thể có một lượng đam ok hơn, và sử dụng thêm là cái vip đam 11%. Tương tự đối với bên phải à bên trái mình sẽ thấy là các cái chỉ số thêm về post, ví dụ như là sức mạnh nhanh nhẹn này, skill attack này,
đấy, là phòng thủ ở thách thủ tính này, rồi tăng tấn công vào hệ bóng tối này, và thậm chí là tăng tốc độ đá lên 1,5 tăng. Đó. Tương tự cho các ô còn lại ở màu xanh nha, lá cây cũng như là màu tím thôi nha mà mình sẽ cũng không có thay đổi gì nhiều, mình sẽ dùng về cả chỉ số cơ bản của Master 5 là như thế. Rồi, nên đây là về cách tăng điểm cũng như là vật phẩm và cái tăng full Master level 400 cũng như là level 800 hay là gọi là Master 3 và Master 4, thậm chí là Master 5. Và anh em cũng có thể thấy khả năng đi trên của em nó cực kỳ là ổn định, nhưng mà có thể đi solo một mình với KDA thậm chí là luôn luôn lớn 0.6 thì ngon đấy. Nhưng mà tuy là lượng đam 1.8 gây ra không quá cao, nhưng mà lượng đam gây ra cực kỳ dày, khá là ổn định đấy nhé. Và sau đây thì mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm một chút về khả năng PVP của em nó nhé. Đi thôi nhé. Núp cổ ra nha mày, núp cổ ra nha mày. Thằng này mạnh quá. Dùng mắt tao năm rồi nha em. Một chặt này. Trời, sốc đám quá mà. Chịu rồi, bỏ cuộc rồi. Không mua nữa nha. Nào.